thì hay đi máy sáo của anh Thành, là của anh Thành ở Vĩnh Long làm xong rồi nha anh Thành ha. Thì hai máy lời xe thì mai em sẽ gửi cho anh ha. Rồi còn đơn máy của anh Thạch, Thạch Minh Nhật nha, thì anh mua cho mình là đặt mình là hôm hôm trước nha, cách hai bữa nha, là cầu hát áp cao ha, anh đánh chiên nước ngọt nha, ngọt ngọt nhiễm phèn nặng rồi nha, thì sốc răng nha. Rồi thì đánh cho anh áp cao nha, áp 800V nha, thì anh đã đánh chiên phi nha, thì em làm chiên phi cho anh. Thì giờ này cũng một được phi rồi, em hiện hợp em cũng móc rồi xong ha, thì máy này em làm hết nổi nha. Thì hai máy sáo đi trước nha, còn mai em sẽ gói nha, thì dắt xe mai em sẽ tranh thủ vô hộp con máy 12 câu hát này luôn em gửi cho anh ha. Thì sẽ trễ hơn 1-2 ngày, anh cũng thông cảm giùm em ha. Thì giờ này cũng một được phi rồi, em không có test máy được sùm nha anh em. Thì anh có yêu cầu là lắp phe cho anh để kêu tiếng lớn nha, đánh nước ngọt cho nó nghe tiếng, đúng không? Nó nhỏ quá anh không nghe ha. Thì em bóp cái phe phe hở nha, nó kêu rất lớn, như là giờ này tối em không có mở, em test được cho anh nghe, anh em cũng thông cảm nha. Rồi thì nói chung là ba đơn có thể là xong rồi nha, thì mai em sẽ gửi nha. Rồi thì anh em nào có nhu cầu đánh máy sáo nhẹ bình đi bình Honda xe đạp điện nha, đánh chiên lóc chơi lương trạch hoặc là chiên gô phi, thì tùy anh em đánh theo công suất máy 6 phép thôi nha, chứ không đòi hỏi nhiều hơn được nha. Thì anh em cứ yêu cầu cứ đa liên hệ số điện thoại của mình để trên tiêu đề ha, giá rất là mềm nha anh em. Rồi thì mình bảo hành đầy đủ cho anh em, thì bán lấy uy tín hàng đầu, cho nên anh em cứ yên tâm về vấn đề đó ha. Rồi thì anh em cần thì cứ liên hệ số điện thoại của mình, nếu anh em yêu cầu đánh lốc chơi liên chặt thì mình sẽ canh lốc chơi liên chặt nha, anh em đánh gô phi thì mình sẽ canh chiên gô phi nha. Rồi thôi, cảm ơn anh em đã theo dõi video ha.